Các bạn có bao giờ thắc mắc là layout ANSI, ISO hay JIS là gì không? Để mình giải thích cho các bạn nhé. Hiện có 3 loại layout chính đang dùng cho các phím cơ phải chiếm tới 90% layout trên toàn thế giới. Đầu tiên, ANSI thường dùng cho châu Mỹ. ANSI là viết tắt của từ American National Standard Institute, tức là Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. Thứ hai, ISO thường dùng cho châu Âu. ISO là viết tắt của từ International Organization for Standardization, tức là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. JIS thường dùng cho châu Á và đặc biệt là Nhật Bản. JIS là viết tắt của từ Japanese Institute of Standardization, tức là Viện Tiêu chuẩn Nhật Bản.